Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Kiều Hối Việt. Thưa quý vị, Việt Nam được đánh giá là xếp thứ 2 châu Á về tiềm năng phát triển du lịch chỉ sau Trung Quốc. Đây là một trong những kết quả của cuộc khảo sát lấy ý kiến của hơn 1.200 nhà quản lý du lịch trên toàn thế giới về xu hướng du lịch toàn cầu được công bố tại Hội chợ Du lịch Thế giới diễn ra tại thủ đô London vào năm 2013. Với những tiềm năng sẵn có về cảnh quan thiên nhiên và con người, ngành du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước trong thời gian tới. Cùng với sự hỗ trợ từ phía nhà nước, sự kết nối và hợp tác giữa các cấp, các ngành, sự nỗ lực từ chính các hãng lữ hành, công ty du lịch và cùng với nhận thức của người dân, ngành du lịch Việt Nam đang khai thác mọi nguồn lực nhằm thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững, trong đó có việc huy động nguồn lực từ nhiều nhà đầu tư là kiều bào và người nước ngoài. Cách Hà Nội 160 km theo quốc lộ 2 về phía Tây, Hồ Thác Bà là một trong ba hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam hiện nay, được hình thành từ năm 1970 khi nhà máy thủy điện đầu tiên của cả nước được xây dựng. Với tiềm năng du lịch sinh thái của vùng Hồ Thác Bà, nhiều Việt kiều và doanh nghiệp nước ngoài cùng địa phương đã và đang xem xét, nghiên cứu lập dự án xây dựng và phát triển du lịch sinh thái tại đây thành một điểm nhấn du lịch đặc thù của vùng Tây Bắc. Nếu mà về lĩnh vực đầu tư về trong nước bây giờ thì là đầu tư vào du lịch là tiềm theo tôi hiểu là tiềm năng nhất. Vì đất nước mình là một cái đất nước là biển nhiều, rừng nhiều và vẫn còn rất là nhiều hoang sơ. Thế và chính vì từ cái hoang sơ đó thì mình mới có nhiều cơ hội để đầu tư. Với hy vọng việc phát triển thêm dịch vụ văn hóa du lịch tại Hồ Thác Bà sẽ thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước, tạo thêm hàng trăm công ăn việc làm cho thanh niên địa phương, cũng như nâng cao đời sống cho người dân 12 dân tộc thiểu số sống quanh vùng hồ. Ông Bình đã vận động nhiều bạn bè đầu tư phát triển du lịch tại quê hương. Thì hiện bây giờ thì công ty đã cùng với hai đồng chí Việt Kiều đã xây dựng một phần ở trong giai đoạn 1 của lịch trình xây dựng về. Đây là một cái vùng đất thì là tiềm năng. Có một số anh em Việt Kiều thì cũng đã gửi gắm người nhà bên Việt Nam, cũng đã mua một số cái hòn đảo. Trên cơ sở cái liên kết đó thì Việt Kiều đã đưa được một cái lượng khách rất là đáng kể về đến thăm, đến nghỉ ngơi và hưởng các cái dịch vụ du lịch. Các du khách đến đây thì khi về thì họ có thể là những cái kênh tuyên truyền hiệu quả nhất về những cái tiềm năng thế mạnh cũng như là cái địa điểm, cái tính hấp dẫn của các cái địa điểm du lịch trên Hồ Thác Bà. Không chỉ chú trọng đầu tư vào du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái, nhiều kiều bào đã bắt đầu để ý và cùng với doanh nghiệp trong nước đầu tư vào du lịch khám chữa bệnh. Loại hình du lịch này dù mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng ngày càng có sức hút bởi đã biết khéo léo kết hợp yếu tố tham quan nghỉ dưỡng với chữa bệnh, phục hồi và nâng cao sức khỏe. Nó liên kết được cái vừa là nghỉ ngơi du lịch vừa là cái chăm sóc sức khỏe. Thế nhưng mà nhiều cái chỗ thì chỉ du lịch không, chỉ có nghỉ không thôi, nhưng mà ở đây nó kết hợp được. Thì đây là một cái hình thức mà tôi cho là rất phù hợp với cái điều kiện hiện nay đang phát triển của Việt Nam mình. Chúng tôi phát triển trên lĩnh vực có một cái mô hình chăm sóc cộng đồng, đó là để tạo điều kiện cho bà con du lịch về nước đi chơi tham quan để làm nào có một sức khỏe. Thế qua cái vấn đề mà chúng tôi làm đây thì được sự giúp đỡ của bà con nhân dân ở người Việt kiều nước ngoài, nhất là các anh ở bên ngoài nước, anh về các anh đánh giá rất là cao cái mô hình này. Để đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng cao, việc hỗ trợ nâng cấp các khách sạn, nhà hàng hiện có cũng là một trong những dự án nhiều kiều bào có ý định đầu tư. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhiều khách sạn và các cơ sở dịch vụ du lịch đã hình thành với sự hợp tác giữa các doanh nhân Việt kiều cùng người dân địa phương. Qua cái thời gian mình mới thành lập và xây dựng thì đến nay là cái lượng khách nó cũng đông. Bây giờ là anh em mình với một hai em Việt kiều là đang gần tới đây là đang muốn mua đang xây dựng một cái lô một chỗ khoảng 2.000 mét vuông ở trong giữa thành phố để cho nó thành một cái quần tụ tập trung để thu hút khách cho nó quảng bá. Trong khi các chỉ số và cơ hội đầu tư ở những lĩnh vực khác như vàng, chứng khoán, ngoại tệ, bất động sản không có nhiều điểm sáng nổi bật, thì đầu tư vào du lịch và phát triển du lịch tại Việt Nam lại đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều nhà đầu tư Việt kiều bởi tính an toàn và bền vững của nó. Không những vậy, tỷ trọng cơ cấu sử dụng kiều hối trong những năm gần đây chảy vào ngành du lịch cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể.
Chính những nguồn lực như vậy đang góp phần tạo nên sự thay đổi và khởi sắc bộ mặt ngành du lịch của nhiều địa phương cũng như của cả ngành du lịch Việt Nam. Với tiềm năng du lịch sẵn có, Việt Nam hiện đang là điểm đến được khá nhiều du khách quốc tế lựa chọn. Ngoài ra, với một thị trường 90 triệu dân và đời sống ngày càng nâng cao, nhu cầu du lịch nội địa cũng ngày càng được cải thiện. Vì vậy, các dự án phát triển các khu du lịch cùng với các tiện ích liên quan như là nhà hàng, khách sạn không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư Việt Kiều mà còn gây sự chú ý của không ít các nhà đầu tư nước ngoài. Bằng chứng là dòng vốn ngoại chảy vào lĩnh vực này trong thời gian qua tại Việt Nam không ngừng tăng lên với nhiều dự án có quy mô lớn. Công ty bất động sản Centurio của Singapore muốn được triển khai sớm dự án đầu tư vào Phú Quốc. Ngay sau buổi gặp gỡ với đoàn xúc tiến và đầu tư tỉnh Kiên Giang của Singapore diễn ra đầu tháng 5 vừa qua, phía Centurio cho biết sẽ cử đại diện đến Phú Quốc để tìm hiểu và nắm bắt nhanh cơ hội đầu tư vào đây. Phú Quốc có tiềm năng rất lớn và chính phủ Việt Nam mới đây đã mở rộng và nâng cấp các sân bay đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đồng thời rút ngắn thời gian đến Malaysia, Singapore và Thái Lan. Phú Quốc là nơi rất tốt để nghỉ dưỡng với những địa điểm đẹp, bãi biển đẹp và rất tốt để đầu tư vào lĩnh vực khu nghỉ dưỡng và khách sạn. Trong khi đó, tập đoàn xây dựng của Singapore là Sunray cũng cho biết sẽ sớm đến Phú Quốc để tìm hiểu cơ hội đầu tư sau khi các nghiên cứu cho thấy Phú Quốc có nhiều điểm tương đồng cho phép các nhà đầu tư Singapore có thể phát huy tối đa lợi thế của mình về quy hoạch du lịch. Phú Quốc có những điều kiện địa lý tương đồng với Singapore, do vậy tiềm năng phát triển du lịch là rất lớn. Phú Quốc có những bãi biển đẹp hàng đầu khu vực và thế giới. Với trình độ và kỹ năng quy hoạch, chúng tôi mong muốn tham gia phát triển Phú Quốc thành điểm đến hấp dẫn mà bất cứ một du khách nào đến thăm Việt Nam đều phải đến với Phú Quốc. Có thể nói, ngành công nghiệp không khói đang trở thành một trong những hướng đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hàng trăm dự án được thông qua với số vốn lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện Việt Nam không chỉ có khách sạn, khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí, mà còn có những khu nghỉ mát cao cấp có thể đáp ứng mọi thành phần du lịch. Indochina Capital đã hiện diện tại Việt Nam ngay từ đầu những năm 90. Hướng đi của chúng tôi, 20 năm trước và 20 năm tiếp đây không thay đổi. Đó là tập trung chủ yếu ở phân khúc nghỉ dưỡng, resort cao cấp. Việt Nam có những tiềm năng phát triển du lịch rất lớn và chúng tôi tin tưởng vào triển vọng đầu tư tại đây trong nhiều năm tiếp theo. Sự phát triển ngành khách sạn nói chung tại Việt Nam được thúc đẩy bởi sức hấp dẫn của du lịch. Trên biểu đồ thể hiện sự phát triển của ngành khách sạn Việt Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là ba cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Động lực phát triển của ngành đến từ khách du lịch cả nội địa lẫn quốc tế. Tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh đang dần ngang bằng với một số thành phố châu Á khác, thậm chí còn cao hơn so với Bangkok của Thái Lan, Jakarta của Indonesia. Dưới góc độ một khách du lịch, họ sẽ chọn nơi nào có nhiều điểm tham quan du lịch, nơi thể hiện nhiều đặc trưng của Việt Nam. Sự đa dạng văn hóa, đa dạng địa hình ở Việt Nam chắc chắn níu chân khách du lịch được lâu. Cùng với các lĩnh vực khác, đầu tư nước ngoài đã tác động mạnh mẽ tới việc phát triển khu du lịch ở Việt Nam. Không chỉ việc đầu tư về vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng, việc tham gia của các nhà đầu tư ngoại cũng đã làm thay đổi phong cách kinh doanh du lịch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam. Ngoài ra, do tính liên ngành trong du lịch, việc phát triển các khu du lịch không những tác động đến ngành du lịch mà còn tạo một cơ sở vật chất tốt cho các địa phương, tạo công ăn việc làm và xuất khẩu tại chỗ cho nền kinh tế. Vâng, vậy thì đâu là những đặc điểm đầu tư của các nhà đầu tư ngoại và các nhà đầu tư Việt Kiều khi nhắm vào lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch, những chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với những đối tượng trên như thế nào, cũng như là tác động của hoạt động đầu tư này đối với sự phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam ra sao? Để tìm hiểu về vấn đề này, phóng viên của chương trình Kiều Hối Việt đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa ông, một vài năm trở lại đây thì ngày càng có nhiều kiều bào và các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư đến lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch. Vậy thì việc này có tác động và ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển của ngành du lịch nước nhà thưa ông? Cái vốn đầu tư từ nước ngoài cho ngành du lịch là hết sức quan trọng đối với việc phát triển của ngành kinh tế du lịch. Như chúng ta đã thấy hiện nay tất cả những khách sạn to nhất
rồi những cái resort nổi tiếng nhất của Việt Nam thì đều có vốn của nước ngoài. Mà trong vốn của nước ngoài ấy thì cũng có cả những cái cơ sở là do Việt Kiều của chúng ta đóng góp. Đối với các cái bà con Việt Kiều của chúng ta thì với một cái nguồn vốn nó cũng không lớn lắm, họ đầu tư vào những cái khách sạn nhỏ, cái khách sạn từ 2 đến 3 sao và đặc biệt là một loạt những cái resort ở Phan Thiết, Mũi Né hay ở Vũng Tàu thì đều có những cái kinh phí của bà con Việt Kiều. Họ cũng đã trực tiếp góp phần vào việc làm cho cái bộ mặt của du lịch chúng ta thay đổi. Bên cạnh cái vốn đầu tư trực tiếp đấy thì cái kiều hối của những Việt Kiều gửi về nước thì cũng đã, nó đã góp vào cho những cái dòng đầu tư của những người đầu tư trong nước vào những các cái cơ sở dịch vụ du lịch. Cho nên có thể nói là cái đóng góp của những các bà con Việt Kiều và đặc biệt là của cái vốn đầu tư từ nước ngoài ấy, là cơ bản cho hoạt động du lịch hiện nay. Và cái này đang không ngừng phát triển. Vậy thì đối với những đối tượng là Việt Kiều hay nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư đến lĩnh vực này thì họ có được hưởng những cái chính sách hỗ trợ hoặc là khuyến khích gì không, thưa ông? Trước tiên là đối với bà con Việt Kiều ấy, thì chúng ta phải thấy là hiện nay chính sách của chính phủ Việt Nam thì coi bà con Việt Kiều với người đồng bào trong nước là một. Cho nên các chính sách về cơ bản là thống nhất với nhau. Thế thì về cái ưu đãi đầu tư ấy, thì nhiều địa phương đã có những cái chính sách riêng biệt để thu hút khách. Và chúng ta cũng thấy rõ là bà con Việt Kiều luôn luôn được chào đón trong cái quá trình đầu tư các cái cơ sở vật chất của du lịch. Cho nên là cái sự ủng hộ họ về ví dụ như là vấn đề về thuế đất, vấn đề về cái hỗ trợ cho giải phóng mặt bằng, hay là đặc biệt là vấn đề cung cấp cái nguồn nhân lực cho những cái doanh nghiệp đó chẳng hạn, thì các cái địa phương luôn luôn ủng hộ cho các bà con Việt Kiều. Cho nên đấy chính là cái cơ sở để cho các cái cơ sở của Việt Kiều ở đây phát triển rất nhanh. Một điểm đặc biệt của bà con Việt Kiều là do họ hiểu biết nhiều về đất nước nên họ chọn những cái điểm đặt mà đầu tư kinh phí không nhiều nhưng mà mang lại hiệu quả to lớn. Thì đấy là cái nét đặc biệt của bà con Việt Kiều. Thế còn đối với những nhà đầu tư nước ngoài thì thường người ta đầu tư những cơ sở rất là lớn. Chúng ta đã nhìn thấy những khách sạn, những cái resort, đặc biệt là từ cái khu vực từ ở Đà Nẵng về đến Hội An ấy. Bởi vì đối với những người Việt Nam chúng ta vốn liếng ít, cho nên chúng ta không tập trung đầu tư vào những cái khu vực ấy được. Cho nên cái ưu đãi trong lĩnh vực du lịch thì thường là ưu đãi nhằm cho các nhà đầu tư nước ngoài. Vậy thì ông có đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển của ngành du lịch và dịch vụ du lịch tại Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Kiều? Tiềm năng du lịch của Việt Nam rất lớn. Cái tài nguyên của chúng ta còn mênh mông chưa khai thác được. Biển 3.200 km với hàng mấy ngàn hòn đảo của chúng ta đầy điều kiện để phát triển du lịch biển đảo. Du lịch núi của chúng ta cũng rất tốt. Ví dụ như vùng Tây Nguyên mênh mông của chúng ta đấy, hay là vùng cao nguyên vùng Tây Bắc và Đông Bắc của Việt Nam. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội và nhiều nơi để có thể phát triển những cái trung tâm du lịch lớn của đất nước. Và để phát triển những cái vùng đó trở thành những trung tâm du lịch thì đòi hỏi những nguồn vốn rất lớn. Vậy nguồn vốn đó ở đâu? Đó là ở các nhà đầu tư nước ngoài và kể cả bà con Việt Kiều nữa. Cho nên là cái cơ hội để cho họ phát huy được cái vai trò đầu tư ở Việt Nam trong lĩnh vực du lịch còn rất nhiều. Và chúng tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì chính phủ nói chung và ngành du lịch nói riêng cũng đang tiếp tục chào đón và hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài để tiếp tục đẩy mạnh cái đầu tư vào trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam. Nghị quyết của Đảng đã ghi rất rõ là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Nhưng mà mũi nhọn đó chỉ có thể hình thành được khi chúng ta thu hút nhiều hơn nữa những cái nguồn lực ở nước ngoài để về đây đầu tư cho lĩnh vực du lịch. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Ngành công nghệ không khói được xác định là một trong những ngành kinh tế trọng tâm cần tập trung phát triển của Việt Nam trong những năm tiếp theo, khai thác tận dụng mọi nguồn lực cho phát triển ngành du lịch, trong đó có huy động nguồn vốn từ Việt Kiều và vốn ngoại được xem là hướng đi cần thiết và hiệu quả. Với định hướng phát triển du lịch bền vững, phát huy thế mạnh và tăng cường liên kết giữa các vùng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, ngành du lịch Việt Nam hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc trong thời gian tới. Và đến đây thì chương trình Kiều hối Việt của chúng tôi xin được tạm dừng. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.